Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ đi làm cái lấy sạc cho cái pin 12V IF DC01 cái pin của Jack Ford của một cái hãng mà xuất Nhật, hãng tàu thôi. Pin này thì cái mạch của nó khá buồn cười, tức là cái mạch nó phải phía dưới thay vì là phía trên. Bộ pin thì làm bằng 3 viên pin Samsung 13L, tức là dung lượng khoảng 1300 mAh. Nó có hai phết, một phết cho sạc và một phết cho xả. Thì như vậy nó sẽ có đầu C cộng. C cộng chính là cái đầu này. Đây là cái đầu cho dành riêng cho việc sạc. Còn xả thì nó sẽ qua cái phết còn lại. Như vậy thì cái bộ pin này, cái dòng xả ra nó không cao, bởi vì với cái phết này thì nó chỉ cỡ khoảng độ tầm 7 đến 8A, tức là cái công suất của cái máy này nó dưới 100W. Nó không phải là một cái máy mà có công suất cao, nó chỉ phù hợp với các công việc nhẹ, ví dụ như cưa cắt cành cây nhỏ nhỏ ở trong sân vườn thôi. Vì vậy mà cái tên của hãng này sẽ là Jack Ford, tức là những cái công cụ mà để làm vườn cho cá nhân DIY chứ không phải là một cái công cụ chuyên nghiệp. Vậy đầu vào đầu ra ở đây thì đây là đầu C cộng, đây bạn thấy là đầu C cộng hay đầu sạc, còn hai bên này sẽ là hai cái đầu cho xả ra. Sau đó ở đây tôi chế một cái đế truyền kiểu như này. Cái đế này chủ yếu mục đích cho sạc, nó cũng có thể lấy được đầu ra, lấy đầu ra. Tuy nhiên ở đây thì hiện tại thì tôi chưa thiết kế cái lấy đầu ra, mà lấy đầu ra ở đây chỉ là báo thông qua điện áp báo vô thôi, còn nó sạc mục đích là sạc cả chính. Thì khi cắm vào bạn sẽ thấy là cái phết ở đây nó sẽ ngắt, vậy thì cắm vào nó sẽ không báo đen. Muốn báo đen thì chúng ta sẽ phải cắm cái sạc vào. Tôi vừa kích cái pin bằng cách cắm sạc qua cái sạc 12,6A. Bình thường để lâu cái pin này thực ra nó khá là cạn rồi, để lâu thì nó sẽ tự đóng mạch lại. Nó 9,82V. Thì cái đế sạc này nó sẽ có cái đồng hồ báo vô giúp bạn theo dõi được cái điện áp khi pin cạn, pin đầy. Đây pin pin này tầm 12,5 đến 12,6V. Còn khi cạn thì nó là cỡ khoảng độ tầm dưới 9V là nó ngắt rồi. Vừa đấy nó dưới 9V, tức là một cell cho nó sẽ ngắt đầu ra, cái mạch bảo vệ nó sẽ ngắt đầu ra. Sau đó chúng ta cần cắm sạc. Cái đế này thì ngoài cái việc có đồng hồ LED theo dõi thì nó có thể dùng cái đầu DC5521 này để làm đầu sạc. Thực ra nó có thể lấy ra nguồn ra cũng được, tuy nhiên nguồn ra qua cái phết sạc thì cái đầu ra nó cũng không được cao cho lắm. Hơn nữa là cái xả ra như vậy thì nó sẽ không bảo vệ được pin. Vì vậy nếu mà muốn lấy đầu ra thì nếu bạn cần chế đầu ra thì tôi sẽ có thể chế riêng cho bạn một cái đầu DC lấy ra, lấy từ cái chân âm dương trực tiếp thì nó sẽ qua phết xả để bảo vệ. Còn phết sạc này chỉ bảo vệ chiều sạc, nên là nếu bạn lấy đầu ra từ cái phết sạc vẫn được, tuy nhiên nó sẽ không bảo vệ pin, nhất là khi pin cạn. Để sạc cái bộ pin Jack Ford IF DC01, chúng ta sẽ sử dụng nguồn 12,6V. Thì để test cái công suất của củ sạc luôn thì bạn có thể sử dụng thêm một cái đồng hồ đo công suất nữa. Ok, hiện tại không tải thì nó khoảng độ tầm 0,5W. Qua cái này. Cái này đèn nó sáng cho nên là cái báo nó sẽ hơi bị tối một chút. Hiện tại bạn sẽ thấy là nó sẽ 23,35, tức là nó cỡ khoảng độ gần 22W sạc vào cái bộ này. 22W cho cả cái đèn cả linh tinh nữa, tức là cái bộ sạc này nó sẽ sấp xỉ khoảng độ tầm 1,8A gì đấy. 23,69, 23,78. Thì sạc thì nói chung là các bộ pin này bạn cứ sạc lên cỡ khoảng độ tầm 12,5 hay 12,6 là đẹp. Đấy là cái điểm đẹp nhất. Thực ra cái mạch nó có ngắt khi pin đầy, tuy nhiên bạn đừng trông chờ quá vào mạch, bởi vì mạch có một cái nhược điểm là cái sai số IC thì nó có thể là ngắt quá. Nếu trong trường hợp quá điện áp mà không ngắt thì nó sẽ làm hại pin của bạn. Vì vậy bạn nên căn cái điện áp sạc sạc đến cầm 12,5, 12,6 là đẹp nhất. Chính vì vậy mà tất cả các bộ sạc của tôi khi mà chế nó đều có một cái đồng hồ LED để chúng ta có thể theo dõi, giám sát được cái điện áp khi sạc pin. Đó. Thì cái bộ sạc này nó sẽ thay thế cho cái sạc gốc. Nó sẽ có thứ nhất là đế sạc. Thứ hai nếu mà bạn mua kèm thì nó sẽ có nguồn về 2,6. Cái phết nó khá là lớn. Như vậy về lý thuyết thì bạn có thể sạc dòng khá là cao, tầm 5 đến 7A vẫn được. Tuy nhiên thực sự mà sạc cái bộ mà chỉ có 3 pin, 3S, 1P như này thì bạn chỉ nên sạc dòng tầm 2A đủ lại thôi. Đẹp nhất là khoảng độ tầm 1,5 đến 1A. Bởi vì
sạc dòng nhỏ thì các cái pin nó sẽ bền hơn, còn sạc dòng cao thì ưu điểm là bạn sạc nhanh hơn, chắc chắn rồi. Tuy nhiên cái pin nó sẽ cháy nhanh hơn và cái sự mất cân bằng của pin nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Ở trong cái mạch này nó chỉ bảo vệ sạc xả thôi, tức là khi một cái bộ pin khi sạc điện áp tới khoảng độ xấp xỉ 4,2V thì nó sẽ ngắt, nó không cho sạc nữa. Chứ còn nó sẽ không có chức năng cân bằng pin, mà bản chất cái việc cân bằng thụ động kiểu như vậy thì nó khá là chậm. Vì vậy tốt nhất là khi sạc bạn nên cân điện áp pin. Và đến sạc 2A thì nó lên khá là nhanh. Bây giờ đến cỡ khoảng độ 11,1 rồi. Điện áp sạc là 25W chứ từ 0,5, tức là nó cần cỡ 2A trong tầm này. Thì cái bộ sạc này thì nếu mà bạn cần mua thì bạn có thể mua qua Shopee hoặc là liên hệ với tôi thông qua cái địa chỉ Zalo ở trên YouTube. Xin cảm ơn bạn đã theo dõi.